Cũng tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 vào chiều tối qua, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật đề xuất tiếp tục tăng cường năng lực xét nghiệm để sàng lọc, phát hiện các trường hợp mắc COVID-19. Cụ thể, thực hiện lấy mẫu gộp cho toàn bộ người dân trong khu vực phong tỏa với tần suất 3 ngày một lần. Đối với các khu vực có nguy cơ cao, lấy mẫu xét nghiệm 100% gia đình, tần suất 7 ngày một lần. Đối với các khu vực khác, xét nghiệm 50% đại diện hộ gia đình với tần suất là 7 ngày một lần, không thực hiện xét nghiệm các cơ quan đơn vị trừ trường hợp phát sinh ca bệnh. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Đà Nẵng đề nghị thành phố tăng cường năng lực xét nghiệm trên địa bàn, tập huấn xét nghiệm cho các nhân viên trạm y tế xã phường và triển khai thực hiện test nhanh COVID-19 có thu phí tại trạm y tế xã phường nếu người dân có nhu cầu.